Hai chào anh nha, thì mình còn nói tới giáo liên quan anh ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Roker 13 này. Có một vị tướng đi rừng cực kỳ khỏe luôn, với khả năng farm lính nó cũng phải ngang ngửa Phoenix anh ạ. Farm lính thì rất là nhanh rồi. Và cứ một thụp đầu trận là hơn ca đêm. Ôi chết rồi. Trận này gặp thanh niên Zip team bạn là cảm giác là hơi khó chịu rồi. Chưa có gì đã vào lại cướp măn bồ đỏ của mình. Đó thì vị tướng này nó mang thiên hướng là đấu sĩ xạ thủ anh ạ. Đó, nó vừa có tầm đánh xa lại vừa là đấu sĩ cận chiến rất là khỏe. Từ từ nha, mình sẽ kéo con bùa ra đây anh ạ. Tránh thanh niên Zip hết hút lần nữa, biết ngay mà. Đó, bắt đầu an toàn đấy anh ạ. Lại farm tiếp thôi. Đó thì mình sẽ nói qua điểm mạnh vị tướng này thì là nó sẽ farm rừng rất nhanh ở một này. Thứ hai là nó sốc đêm vào AD ấy, cực kỳ dễ dàng luôn, và nó khắc chế với những cái kèo như là Murad hay Nakroth ngộ không. Rất là dễ luôn đó. Những vị tướng này chuyển áp sát rồi Roker nó bắn cho phát là bay màu luôn. Thì về lối phiệu hôm nay mình dùng cho vị tướng Roker, mình sẽ dùng phiệu ma tính để lấy khả năng giảm hồi chiêu khi mình kích hoạt ulti anh ạ. Nó bắn chiêu 1 xong kích hoạt ulti lại hồi lại chiêu 1 bắn tiếp. Đó, combo ấy của Roker là sốc sát thương rất là đau luôn. Đó thì hai lối phiệu phụ đầu tiên mình sẽ dùng là hấp huyết và cố thủ để khả năng kháng hiệu ứng và hồi phục khi giết tướng địch. Và còn hai lối phiệu phụ mình sẽ dùng tương phản và xuyên tầm lấy khả năng sốc đêm mạnh hơn anh ạ. Nếu đúng là con này chỉ cần 1 phút 30 giây nó có thể càn được 2 cánh rừng, nhưng mà trận này thanh niên Zip là phá cũng không nhanh đấy anh ạ. Phải chuẩn bị xuống ăn rồng luôn nha. Rồng 10 giây nữa ra anh ạ, mình không đảo qua dây quỷ nữa. Còn nếu mà còn thừa thời gian nhiều mình đảo qua dây quỷ. Và 4 thành viên team mình bắt đầu tập trung ở đây. Ok, mình sẽ ăn rồng trước nha. Lấy lợi thế anh ạ. Hoặc mà anh em nào mà không thích ăn dây quỷ có thể ra rồng luôn, nhưng mà với điều kiện là anh em đừng vào rồng vội, anh em hãy lấp ở lụi cây ấy. Đó thì sẽ ok hơn. Từ từ nha, mình sẽ ra ganh Violet pha này. 4 người nhẽ không ăn được Violet à. Rồi, sốc đêm này Violet thì nó chạy lên huyện. Quả như Violet trận này của team bạn như là thứ nguyên vẹn thần anh ạ. Bộ trang phục SSS, thanh niên này cũng rich kid ghê này. Có thay đổi hết cả trụ luôn. Rồi ok, sau một vòng ganh thì lại quay về cánh rừng thân yêu farm tiếp rồi anh ạ. Thì nói sơ qua bộ kỹ năng vị tướng Roker này, thì về nội tại của vị tướng Roker tên là Tán Xạ. Thì cho phép Roker bắn những hình như mình nhớ không nhầm là 56 mũi tên anh ạ. Đó thì cái mũi tên này thì anh em đứng càng xa thì sát thương nó càng ít anh ạ, chứ không phải không có. Đấy, lên khi chơi vị tướng này thì anh em hãy cố đứng sát tướng địch và bắn thì sát thương sẽ được gây ra tối đa. Và trong nội tại của vị tướng Roker này có một nội tại rất là hay luôn. Thì mỗi lần bắn ấy thì bắn lên người nha anh em, thì đối phương sẽ bị giảm giáp. Có giảm 6 giáp và cộng dần theo cấp tướng anh ạ. Và cộng dồn tối đa 12 lần. Nó cũng kiểu như cái lụi tại nhỏ nhỏ của cái thương nong Noginus anh ạ. Ê, anh em có đang theo nát đây làm gì đây. Hình như cô làng này xuống ăn Omen anh ạ. Nhưng mà thấy mình phát là thôi bẻ lái ngay. Rồi thì nói tiếp về bộ kỹ năng của vị tướng Roker này. Thì về chiêu 1 của vị tướng Roker lại có tên là đoạt mệnh lỏ. Thì Roker sẽ bật lỏ lên và tăng tốc chạy cho vị tướng Roker. Và sau khi áp sát đối phương ấy, nó bắn là một lượng sát thương rất là kinh khủng luôn anh ạ. AD đầu trận thì còn bắn được là một cái chiêu này chắc là hấp hối luôn đấy. Đó thì còn vài chiêu 2 của vị tướng Roker có tên là xung phong. Thì Roker sẽ lao đến đối phương. Có cái chiêu này anh em muốn đi ganh thì anh em hãy tận dụng tốt cái chiêu 2 này. Có khi anh em hút vào tướng địch thì tướng địch sẽ bị choáng 1 giây. Đó, lúc đấy mình sẽ kích hoạt chiêu 1 lên bắn vào tướng địch. Có thể là cái combo rất là hay dành cho vị tướng Roker anh ạ. Đi ganh là chắc chắn có mạng luôn. Và nếu trong trường hợp mà không chết anh ạ, mình lại bật ulti rồi lại hồi lại gần chiêu 1, chiêu 2 lại xúc tiếp anh ạ. Rồi, phải bắt cô nàng theo nát tiếp thôi. Ủa, tính bạn mình là 3 người nó ke này. Rồi, cố chạy anh ạ, bỏ xác. Ủa, pha xử lý rất là hay từ Omen anh ạ. Tốc biến chói Triệu Vân lại. Quả đấy mà không có tốc biến đấy chắc mình đang trên bảng điểm số rồi anh ạ. Và cuối cùng là vài chiêu cuối của vị tướng Roker này thì chiêu cuối này có tên là càng chiến càng hăng, thì đúng như cái tên thôi anh ạ. Thì khi kích hoạt Roker sẽ được bắp lên một cái lượng giáp, như mình nhớ không nhầm là khoảng 1.200 giáp anh ạ.
Không những vậy nó còn tăng cho mình khoảng 50 đến 150 công vật lý tăng theo cấp và một lượng giáp nhất định anh ạ. Nó tăng thêm khả năng châu chó cho vị tướng Roker này. Ở cái chiêu cuối này thì mình thấy một đặc điểm hay rất giống King Cross nhá. Khi mình bật ấy thì nó sẽ không bị khống chế anh ạ. Nó vào giao tranh là quải luôn, trừ khi bị mất giáp mình mới chết thôi. Và khi chơi vị tướng Roker này, một khi anh em đã bật được giáp thì anh em hãy cố bắn thường thật nhiều. Thì mỗi sau mỗi lần bắn thường ấy, thì 50% công vật lý đấy anh em nó sẽ chuyển lại thành lượng giáp, nghĩa là anh em càng bắn nhiều giao tranh thì lượng giáp nó càng được bắp lên. Đó nên tốt nhất là khi vào giao tranh anh em hãy cố kích hoạt ulti xong bắt đầu mình bắn chưa một luôn anh ạ. Đó thì bắt đầu lượng giáp mình tối ưu từ từ lấp lại anh ạ. Chơi vị tướng này cơ động nó sẽ ít nên mình sẽ phải cố lấp để bắt AD anh ạ. Rồi cái lấp ở đây thì thứ nhất là Ari sẽ giả đánh với Omen, thứ hai là dừng và đến ganh ạ. À đâu, theo nát à. Rồi một phát ủi tiếc quá anh ạ, quả đấy mà đợi theo nát đi lên trên tí là ăn choáng rồi đấy. Rồi chơi luôn AD anh em ơi. Mấy thế nghe này chạy nhanh quá anh ạ. Vừa thấy mình phát là chạy hết rồi. Rồi anh ạ, bây giờ mình sẽ xuống đường dòng mình ép lốt cái trụ. Cái trụ đừng mít mắt rồi. Mình sẽ cố ép trụ đường dòng xong có gì đảo được kinh công anh ạ. Cái ép đào là team bạn nó sẽ bị mất dần hết lợi thế thôi. Thì lối trang bị hôm nay của vị tướng Roker mình sẽ để dưới màn hình. Thì về lối trang bị đầu tiên mình sẽ lên cho vị tướng Roker là cái cung bão tố, thì lấy khả năng lấy tốc đánh của vị tướng Roker này anh em. Đó, vị tướng Roker có thể bắn được nhanh hơn trong giao tranh. Còn về slot thứ hai mình sẽ lên cho vị tướng Roker là cái dây kiên cường để lấy khả năng gì nhỉ? Giảm khả năng khống chế khi bị những cái vị tướng mạnh được khống chế vào anh ạ. Còn về slot thứ ba, một slot này để bắt AD dễ hơn thì mình sẽ lên cho vị tướng Roker là cái thương xuyên phá. Đấy, chỉ cần lên xong cái thương này anh em bắt AD cực kỳ dễ luôn. Cứ vừa đi sát vào AD cho phát chiêu một ấy. Chắc cũng phải lửa cây đấy anh ạ. Còn về slot thứ tư vị tướng Roker mình sẽ lên cho Roker là cái phối hợp kiếm, thì để sau khi Roker kích hoạt chiêu một ấy mình bắn luôn thì nó sẽ trùng luôn với cái nội tại của phối hợp kiếm, là sau khi dùng chiêu thì sát thương tiếp theo sẽ được bồi thêm sát thương anh ạ. Ủi hai thanh niên luôn. Rồi chơi nó bắt ulti lên chả nhiên nó dám ở lại đánh với mình đâu. Rồi Triệu Vân pha này bỏ bạn anh ạ. Thấy mình ra phát thôi bỏ Airy chạy mình. Còn đến slot thứ 5 mình lên cho vị tướng Roker là cái nhanh Phoenix để lấy khả năng sát thương nó sẽ được cao hơn anh ạ. Rồi ngon, vừa bị mất bùa xanh ra đây lại có bùa xanh ạ. Còn về slot cuối cùng mình sẽ lên cho vị tướng Roker là cái áo choàng hồi sinh. Đó thì tổng qua các slot này nó sẽ giúp Roker có sức bắn rất là khỏe luôn. Chỉ cần mình áp sát vào AD thì AD chỉ có sẵn chết thôi anh ạ. Rồi bắt đầu đánh nhau rồi, nó cứ tích chiêu 1 bắn thôi anh ạ. Bây giờ chiêu ulti thôi mình bắn chay với cả chiêu 1 thôi. Rồi, có anh em thấy thấm chưa? Và vài bảng ngọc dành cho vị tướng Roker này thì mình sẽ thiên hơn cho Roker là về ngọc tốc đánh ạ. Thì đấy khả năng đánh, tại vì vị tướng này rất cần tốc đánh ấy. Bắn càng nhiều sẽ càng khỏe. Đến bảng ngọc đỏ mình sẽ dùng cho Roker là ngọc tốc đánh tệ chí mạng. Còn ngọc tím mình sẽ dùng cho Roker là bảng ngọc hút máu. Đó thì sẽ bù thêm cho Roker một cái lượng hút máu ở trong cái lối trang bị này. Tại vì lối trang bị này thì mình sẽ có 10% hút máu đến khoảng giữa trận mình có 20% anh ạ. Và cuối cùng là vài ngọc xanh mình sẽ dùng cho vị tướng Roker là bảng ngọc xuyên giáp. Đó thì sẽ giúp Roker nó sẽ farm lính với cả farm quái nhanh hơn anh ạ. Và chắc ăn xong bùa này mình ra kinh công đẩy thẳng luôn. Có vị tướng này thì nó cũng ăn kinh công rất là nhanh luôn. Cứ áp sát kinh công mà bắn thì sát thương tối đa nó được dồn anh ạ. Đó, bây giờ mình có 8 phút, hoặc coi như là tính tròn 9 phút đi anh ạ. Đã ăn xong con bùa xanh này ra là đẹp. Và như mọi lần anh ạ, nếu có cách chơi, cách đánh mình sẽ lối luôn cách các chế vị tướng này. Thì vị tướng này là một vị tướng xạ thủ mà mang thiên đường đấu sĩ anh ạ. Đó nên khi đối đầu vị tướng này anh em hãy tránh áp sát, hãy cố cấu rỉa từ xa ấy. Còn ít máu bắt đầu mới lao vào giết anh ạ. Cho nên anh em mà cận chiến nó chỉ có xác định là thiệt thôi. Họ bắn kinh công rút máu liên tục luôn anh ạ. Rồi, còn một tí nữa là chết rồi. Em ăn mất mấy giây nào? Khoảng 20 giây anh ạ. Đó, ăn từ 8 phút 50 đến 9 phút 10 là khoảng 20 giây anh ạ. Đó, quá nhanh luôn. Đấy là mình còn mới lên gần xong cái phối hợp kiếm nha anh em nhá. Nếu mà về lết ấy, full đồ chắc con đấy, cái con số đấy nó phải giảm xuống anh ạ. Rồi, tiếp tục với cách khắc chế thì khi Roker trong giao tranh ấy, nó bật được cái giáp lên ấy. Thứ nhất thì anh em có thể chạy đi, thứ hai là anh em có thể dồn hết sát thương và phá được cái giáp đấy anh ạ. Vị tướng Roker trở lên vô cùng phế luôn. Không có giáp là coi như là không có gì vị tướng này anh ạ.
Rồi anh em tập trung đường giữa thắng luôn này. Có vị tướng Roker này thì bắn trụ nó cũng rất là dễ luôn anh ạ. Và lưu ý nhá, khi anh em chơi vị tướng này thì anh em bắn trụ thì anh em hãy bắn thường thôi chứ đừng bật ulti. À quên, đừng bật chiêu 1. Đừng bật chiêu 1 sát thương nó sẽ ít hơn ở đòn đánh tay cơ anh ạ. Rồi và chắc clip mình đây kết thúc nha anh em. Nếu anh em nào hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình dạng video tiếp theo hơn nha. Bye bye.